Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fukudan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Thảo Hiền, Hoàng Trâm Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ cà phê sáng sang thời sự thế giới, trước khi gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý ngày hôm nay. Thời tiết sẽ như thế nào, khi nào mưa trở lại, Thảo Hiền? Vâng, thưa quý vị và thưa anh, hôm nay đó sẽ là ngày mà ấm nhất ở trong tuần, khi mà trời quang đãng nắng lên rồi buổi trưa đó có thể lên được đến 70 độ lận, nói chung là ấm nhất rồi. Nhưng mà qua đến ngày mai quý vị thấy là bắt đầu nhiệt độ giảm xuống còn 64-65. Thứ người ta nói là dự báo thời tiết họ nói khuya thứ sáu là bắt đầu từ 11-12 giờ khuya đó là mưa, rồi kéo dài luôn nguyên ngày thứ bảy, cho nên là đến thứ bảy chủ nhật đó nhiệt độ giảm mạnh xuống còn có 50 mấy độ thôi. Cái đợt mưa lần này nó không có lớn, không nhiều nước, mưa ít thôi, nhưng mà nó lại dai dẳng, cứ kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ, thưa quý vị. Cho nên là cái cuối tuần này đó cũng khá bất tiện, đi đâu quý vị cũng phải nhớ mang theo dù. Mưa hết ngày và chủ nhật luôn, qua đến họ nói sáng thứ hai vẫn còn mưa một tí, rồi sau đó rồi mới hết. Nói chung là 3 ngày cuối tuần này là mưa, rồi tuần tới là khô ráo, trời nắng ấm. Chỉ hy vọng là vì mưa thứ bảy nhiều quá thì chủ nhật chỉ có mưa, nghĩa là lác đác thôi. Trong dự báo thời tiết thì thấy rằng PM showers, chủ nhật thì mưa buổi chiều. PM thì cũng có nghĩa là sau 12 giờ trưa trở đi, thưa quý vị. Nhưng mà từ tối thứ 6 này, tối ngày mai cho đến nguyên ngày thứ bảy luôn, rất là phiền. Thứ bảy là người ta ra đường chơi nhiều nhất. Nhưng mà tình hình ở Phước Lộc Thọ thì sao? Bên trong chắc chắn sẽ đông, bên ngoài thì tội nghiệp, vào thứ bảy chắc có lẽ là sẽ vắng. Vì hoa rồi tất cả mọi thứ nó ở ngoài trời, thưa quý vị, đang lễ hội Tết ở tại Phước Lộc Thọ. Trong khi đó tình hình lạm phát, các bộ thương mại cho biết ngày hôm nay người tiêu thụ phải trả tiền nhiều hơn khi vào nhà hàng ăn. Giá trứng quý vị thấy cũng đã tăng lên. Tất cả những điều này đóng góp vào cái việc lạm phát vẫn còn cao, mặc dù giảm có chút xíu thôi, 0.1% trong tháng 12. Bộ Thương mại cho biết việc mà lạm phát giảm được một chút xíu như vậy, 0.1% đó, là nhờ giá dầu giảm, còn những thứ khác đều tăng lên. Cho nên Dow Jones sáng nay thì có lúc xuống đỏ màu âm, nhưng bây giờ thì lên trở lại. Xem ra thì bên phía kỹ nghệ Dow Jones, các cổ phiếu vẫn có thể vượt qua khỏi cái thời gian khó khăn hiện nay. Nasdaq xuống 47, Dow Jones lên được 93, sáng nay có lúc xuống khoảng 20 điểm, bây giờ thì lên 103 rồi. S&P 500 xuống 3 điểm hơn. Chưa biết được tình hình của Nasdaq và Dow Jones ngày hôm nay như thế nào. Thị trường của xe Tesla vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng, hôm nay xuống tới 3.5%. Ngược lại các hãng hàng không, bởi vì giá vé của họ bán rất mạnh trong thời gian qua, nhất là mùa du lịch, rồi cuối năm lễ lạc, và các báo cáo đều cho thấy có lợi nhuận hoặc là ít nhất đó là huề vốn. United Airlines, American Airlines đều tăng lên trong ngày hôm nay. Công trái phiếu 10 năm là 3,5, đúng 3,5%, 5 năm là 3,59. Bắt đầu như quý vị nhìn thấy đó, cái khoảng cách giữa 5 năm và 10 năm bắt đầu càng ngày càng nhích lại gần nhau hơn. Đó cũng là một tin tốt. Dầu lên 1.07 đồng nhưng vẫn dưới 80 đô la, 78.48 đồng. Cho nên vấn đề dầu và các giá tiêu thụ
vật liệu thô đó thưa quý vị tiếp tục gây ảnh hưởng đến lạm phát, khiến cho lạm phát xuống không được nhiều trong thời gian qua. Vàng lên gần 14 đồng ngày hôm nay, 1.892 đồng 70 sen. Và thưa quý vị, mới đây thì phía cơ quan CDC cho biết là họ nhận được thư than phiền của rất nhiều bệnh nhân cũng như là các nhà thuốc Tây liên quan đến một cái loại thuốc gọi là Ozempic. Đây là cái loại thuốc được chế ra dành cho những bệnh nhân bị tiểu đường, đặc biệt là cái loại type 2 đó thưa quý vị, để kiểm tra cái lượng đường ở trong máu đừng có lên quá cao. Thì những cái người mà bị tiểu đường type 2 này đó là thường cái cơ thể họ không có sản sinh ra cái chất insulin thích hợp nữa, và nếu không có insulin thì cơ thể nó không có absorb đường, nó khiến cho cái lượng đường trong máu nó vẫn còn ở trong cái máu đó, là nó khiến tăng cao, dễ gây những cái bệnh nặng nề khác. Thì bình thường đó, từ trước đến giờ cái loại thuốc Ozempic này đó cũng rất là dễ mua, nhưng mà từ khi đại dịch đó bởi vì cái vấn đề chuỗi cung ứng toàn cầu cho nên những người mà bị tiểu đường đó mua cái này rất là khó. Nhưng mà bây giờ họ lại gặp thêm một cái vấn đề nữa khá là hy hữu, đó là bị nhiều người lùng mua để mà giảm cân. Thì thưa quý vị, các bác sĩ ở trong ngành đó họ giải thích là cái thuốc Ozempic này đó nó có một cái chất dùng cái liều mà cao hơn những người, thay vì tiểu đường một tuần người ta chích một lần ví dụ vậy, thì nếu mà cũng dùng cái loại thuốc này nhưng mà một tuần chích 2-3 mũi đó thì nó lại có cái tác dụng để mà giảm cân. Thì cái công ty mà sản xuất cái thuốc Ozempic này đó, họ có một cái nhãn hiệu, nói chung là nó y chang thôi, nhưng mà giống như một ống thì cái liều nó nhiều hơn, dùng chính xác là để giảm cân dưới một cái giá gọi là Wegovy, nhưng mà tất nhiên là giá nó mắc hơn. Thì cái thuốc Wegovy này đó, bản thân nó cũng bị thiếu hàng kể từ hồi đại dịch, cho nên là những cái người mà dùng Wegovy đó, họ biết là Ozempic chống y chang, chỉ là liều lượng nó thấp, thế là họ đi qua họ mua cái Ozempic này cho giá rẻ hơn, thay vì chích một ống Wegovy thì một tuần họ chích 3 ống Ozempic chẳng hạn như vậy. Thì nó lại gây ra một cái sự rất là vất vả, khó khăn cho những người mà bị tiểu đường, đó là cái tính mạng của họ bị đe dọa, còn thực sự giảm cân nó không có đe dọa gì tính mạng cả. Rất nhiều người họ nói là trong vòng hơn 2 năm nay đó, mỗi một lần cần họ phải đi rất nhiều nhà thuốc Tây để mà tìm, nhưng mà cũng không có. Thì đến khi mà có được đó, họ phải chích tiết kiệm hơn trước đây nhiều, thì nó cũng khiến cho cái không tốt cho bệnh tình của họ. Rồi có nhiều người đó vì không mua được, họ phải đổi sang mua cái loại thuốc khác luôn, nhưng mà thuốc khác thì cơ thể nó không có chịu, cũng khiến cho bệnh tình bị nặng nề hơn. Thì còn quay trở lại, các bác sĩ họ nói riêng cái Ozempic đó, thì bản thân của nó, những người mà dùng chích một lần nhiều liều lượng như vậy để mà giảm cân thì nó cũng không có tốt cho sức khỏe, bởi vì Ozempic nó có side effect. Nếu như mà không dùng để trái mục đích mà tự mình chích một lúc nhiều liều lượng như vậy đó, có thể bị chẳng hạn như là nhức đầu, rồi ói mửa, chóng mặt nữa, nếu mà nặng thì có thể phải cần nhập viện. Cho nên bây giờ đó, các nhà thuốc Tây họ khuyến cáo các bác sĩ hay là những cái nơi mà bán đó, những người mà đi mua phải đưa ra được là có đơn của bác sĩ bị bệnh tiểu đường mới được mua, chứ không thể để những cái người mà dùng để mà chích giảm cân đi dành mua với những người mà bị bệnh tiểu đường là một cái bệnh nghiêm trọng hơn. Trong khi đó lại có thêm hồ sơ tài liệu mật được tìm thấy từ nơi ở của Tổng thống Biden. Chuyện gì xảy ra và so sánh vấn đề này với hồ sơ mật của ông Trump như thế nào? Mời quý vị tiếp tục theo dõi Thời sự Thế giới với Leader Sài Gòn TV ngay sau phần quảng cáo.